và xin giới thiệu ở giải nhì, cô Phạm Phước Kim đến từ Thừa Thiên Huế, mang khố đỏ xin giữ. Và đô Trịnh Văn Long của Thanh Hóa xin theo. Hai đô xe đạp. Vâng, và sau trận đấu này sẽ giải vật trai làng đô Vũ Văn Huy của xóm Bãi và đô Nguyễn Triệu Hoàng của xóm Nam. Xin mời hai đô đồng phố chuẩn bị trang phục thi đấu sau trận đấu này. Long chắc giữ giải 2 thôi. À, Long giữ giải nhất, và đây là giải nhì. Hai đô chuẩn bị trận đấu bắt đầu. Vâng, chúng ta đang tiếp theo trong khuôn khổ giải nhì. Đô Phạm Phước Kim đến từ Thừa Thiên Huế mang khố đỏ, là một đô cấp kiện tướng quốc gia. Ngày hôm nay được ban tổ chức chúng tôi mời về góp vui với giải vật của địa phương của ai rồi. Vâng, đề nghị là tất cả các phụ huynh chúng ta lưu ý là các cháu nhỏ ngồi khu vực phía dưới, chúng ta ngồi giãn ra ngoài một chút. Để không may khi các cô chúng ta thi đấu mà chúng ta văng cái chân vào thì sẽ rất là nguy hiểm. Vâng, xin chào bên bên ban tổ chức chúng tôi cho mượn một cái khăn đi ạ, để lau cái khu vực nước vừa bị đổ đi ạ. Cầu khoáng ơi, anh vào nhá. Anh gạt cái đá ra bên ngoài. Đây. Đến tận đấy mới đang gạt cái khối, gạt cái đá ra bên ngoài. Vâng, tất cả các giải vật thì có thể nói là như thế này, mặc dù ở ngoài chúng ta là anh em bạn bè, nhưng mà khi vào thi đấu rồi thì chúng ta sẽ trên tinh thần thể thao vô tư trung tâm, vào thi đấu quyết liệt và hết mình với nhau. Đã bắt tay rồi vào thi đấu là không có sự nhường nhịn gì ở đây cả. Vâng, trận đấu tiếp tục. Vâng, kỹ thuật rất là hay. Đồ cố đỏ đã sang sâu rồi. Có đúng không? Vâng, cả hai đô đang dùng kỹ thuật cố đây cơ. Bốc loại. Chỗ đây là hơi bị nắng các bạn. Vâng, xin chào các khán giả bên khu vực nhé. Có mái che nhưng mà nắng nó đang xiên nên là các cô đang phải... Xin chào với các bạn, Colombia là chúng ta đứng thi đấu đang xoáy trực tiếp ở lòng ra đồ vật luôn các bạn. Hy vọng là nửa tiếng nữa thì đó là kỹ thuật sẽ bớt nắng đi thì ảnh âm thanh sẽ hình ảnh cho đẹp sao sao rồi. Liệu rằng đồ cố đỏ sẽ dùng kỹ thuật gì để giành phần thắng trong trận đấu này? Vâng, nhắc đồ cố đỏ là không cầm vào phần đuôi. Alo. Sửa lại trang phục cho cả hai đôi. Vâng, và để hòa bình vào các giải vật dân tộc được tổ chức ở khắp mọi nơi trên toàn đất nước khi mùa xuân về, chúng ta cảm nhận được cái hay cái đẹp của bộ môn vật dân tộc mà không môn thể thao nào có được. Nếu như ở trong các hội làng mà không có mất điện rồi, không nào biết sờ vào trong cái ấy nó bị đứng ra động. Alo. Vâng, và nếu như ở các hội làng mà không có bộ môn vật dân tộc thì sẽ rất là buồn phải không ạ? Vâng, và giá trị lớn nhất ở bộ môn vật dân tộc đó là một nét đẹp để gìn giữ văn hóa của dân gian, tái hiện lại những di sản văn hóa của cha ông ta để lại. Và bộ cố đỏ đã sang sau rồi. Làm gì được không? Xin toàn thể nhân dân máy lục một tràng vỗ tay thật lớn đi ạ. Cái này cho cả hai đội của chúng ta khả năng cố đỏ thắng là nhiều rồi.
dễ là phần thắng sẽ nghiêng về khối đỏ rất là nhiều. Nắng cái này mà hai ông đô mà quanh những cái đòn đánh tốn sức cái này phải nói là rất là nhanh mệt các bác nhé. Thôi là những kỹ thuật của cả hai đô đòn bốc rồi, hai ông đô đang vào núi rồi, đứng dòng rất là hay. Vâng, phải nói là bằng một kỹ thuật sốc quang của mình, sốc quang xin mời hai đô vào giữa thảm. Vâng, phải nói là không hổ danh là đô cấp kiện tướng quốc gia. Chúng tôi xin công bố kết quả ở keo vật vừa qua trong khuôn khổ giải nhì, đô Phạm Phước Vinh đã nhất thắng ở giải nhì. Vâng, và trong các khuôn khổ giải thì các đô thì chúng ta sẽ phải toàn thắng 3 trận. Phạm Phước Vinh đến từ thành Thừa Thiên Huế, thành phố Huế của chúng ta. Chúng ta mới đoạt giải, chính vì vậy là sau khi đô Phạm Phước Vinh của Thừa Thiên Huế đến. Giải nhì đã thắng rồi, của đô của Thừa Thiên Huế và đô đô xanh là đô Linh. Đám đô khá là to. À, ấy này giống lập thế lực nhỉ? Lực 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 Nghệ An ấy nhỉ? Mình chấm ra ngâm ngâm. Vâng, trận đấu bắt đầu. Xin nhờ là tất cả các vực khán giả ở khu vực gần cái loa cái âm ly lưu ý hộ ban tổ chức để các trận đấu không được không bị gián đoạn thì chúng ta cần phải có chất lượng âm thanh tốt thì chúng tôi mới tổ chức được. Vâng, hai đô bắt đây.
Trận đấu tiếp tục. Rồi rồi. Đi ra đi. Vâng, chúng ta đang chứng kiến em vật trong khuôn khổ giải nhì. Ngoài rồi. Toàn ngoài đấy. Nhưng mà xem chẳng hay. Ông đồ khô đỏ đến từ Thừa Thiên Huế. Chút nào cả hai đồ đều mang tay tâm sức quý đồng. Ông ánh rất là nhiệt tình các bác. Vâng, hiện nay hai đồ vào rút thẳng, hai đồ bắt tay. Trên tinh thần thi đấu chúng ta hết sức bình tĩnh. Khá là mệt. Đồ Linh. Trận đấu tiếp tục. Đồ Linh thì khá là mệt. Thân hình tựa tựa như đồ Quyết và Thái Bình các bác nhá. Sau khi đồ Nguyễn Thiên Dũng của Bắc Hồng đã Quyết và Thái Bình thi đấu thì có sự đăng ký của đồ Linh cũng tương tự thế. Sóc Sơn. Một cơ thể khá là nặng nề. Hai đội đấu trường sinh viên và anh đã rất xuất sắc, đã ba lần vô địch sinh viên ở các kỳ và ngày hôm nay ba của chúng tôi đã dừng lại. Xin khán giả dồn dào vỗ tay nha. Vâng, xin cho trọng tài đồng một tràng vỗ tay. Vâng, rất nhanh trọng tài ở đây là các đồ ôm chân nhau nhưng mà ở đây là trọng tài cũng bị ôm chân. Hay là các đồ nam, các đồ nữ mà ôm chân thì trọng tài đồng ngã luôn. Và trận đấu tiếp tục. Ngoài rồi. Và các đồ thì đấu rất hăng say. Rất tuyệt vời, xin mời ở giải nhất đồ Nguyễn Văn Tâm và Nguyễn Văn Tưởng. Hãy chào cùng. Mời đô Hoài Thương của Thừa Thiên Huế và đô Kiều Anh của Quốc Oai cũng chuẩn bị trang phục. Lao vào nhau luôn. Vâng, kinh đất và người. Vâng, vậy này nếu như quý vị khán giả ở các mọi nơi mà chúng ta không sắp xếp thời gian về xem. Về bàn gặp bao chứ? Ném tiếp không được rồi. Nhắc nhở là đấu quyết liệt. Nhưng mà khi nhắc bạn lên như thế rồi là chúng ta phải đeo tay hạ xuống bình thường thôi, chứ không được lặng như thế. Nhớ chưa? Vâng, và hai đô vào sân thẳng. Chúng tôi xin công bố kết quả ở keo vật vừa qua. Đô Phạm Phương Vinh của Thừa Thiên Huế đã nhì thắng. Vâng, và ban tổ chức chúng tôi cũng đã vừa nhắc nhở đối với đội Phạm Phước Vinh. Mặc dù là tình huống đã nhấc bổng rồi, nhưng trong tình huống đó thì đội Phạm Phước Vinh đã quăng đồ phố xanh. Cho nên là ban tổ chức chúng tôi cũng đã nhắc nhở là tất cả các đô chúng ta phải tôn trọng nhau. Thắng Côn Kiều và Bảy Nhi, đội Phạm Phước Vinh của Thừa Thiên Huế mang khối đỏ đã nhì thắng. Và đội Nguyễn Văn Tú của Công an Nhân dân mang khối xanh xin theo. Hai đô vào rất là. Hai đồ xe này. Còn cả hai đồ đều là hai đồ trẻ và công việc thi đấu tại đội tuyển quốc gia. Một đồ sinh ra và lên tại Thừa Thiên Huế mang khối đỏ. Và một đồ đang tập luyện và thi đấu cho bộ Công an Nhân dân. Trận đấu bắt đầu.
sự cống hiến cho giải vật của địa phương. Hiện nay giải nhì trị giá 5 triệu đồng. Về đây ban tổ chức chúng tôi quyết định là treo thêm 1 triệu đồng vào giải nhì. Như vậy hiện nay giải nhì sẽ trị giá 6 triệu đồng. 6 triệu. Và để khích lệ cho các đội. Ngoài rồi. Hãy đồ tiếp tục thi đấu. Nếu như trong trận đấu này đồ Rin còn giành phần thắng đồ phố đỏ sẽ toàn thắng ở giải nhì trị giá 5 triệu đồng của ban tổ chức chúng tôi trao. Và sau khi nhận được những nhà tài trợ của các chúng ta đã lâng lên giải nhì trị giá là 6 triệu đồng. Giải 3 thì phá rồi. Cổ đô của... Hãy đồ vào rút nào. Cổ Đông Anh đã phá giải 3 rồi. Hãy đồ phá giải nhì. Không biết là Tỉnh Long phá ra ở đằng sau sẽ bỏ phá giải gì đây. Vâng, và hiện nay sau khi thống nhất ban tổ chức chúng tôi tiếp tục là đăng thêm vào giải nhất 1 triệu đồng nữa. Như vậy hiện nay giải nhất sẽ trị giá 8 triệu đồng. Vâng, ngoài rồi. Vâng, hiện nay chúng ta đang chứng kiến kèo vật ở một bộ giải nhì và quyết định của Thưa Thế. Ngoài rồi, hai đô thi đấu rất nặng, hai đô thi đấu tích cực. Vâng, và sau trận đấu này xin mời đô Đỗ Xuân Lập và đô Nguyễn Tiến Dũng trong khuôn khổ một giải leo, hai đô sẽ vào thư viện biểu diễn những kỹ thuật trong bộ quân vật để cho ba mẹ nhân dân chúng ta được xem trong bộ quân vật sẽ có những kỹ thuật gì. Và chúng tôi sẽ treo cho hai đô những phần quà để cho hai đô vào phục vụ cho bà con nhân dân. Ôi trời ơi, tuyệt vời, quá hay rồi, rất nhanh, phải nói là một kỹ thuật cuốn rất đẹp mắt. Vâng, phải nói là rất tiếc, xin mời hai đô vào rất thẳng. Chúng tôi xin công bố kết quả ở keo vật vừa qua, đô Phạm Phúc Linh của Thừa Thiên Huế đã toàn thắng ở giải nhì. Vâng, xin chúc mừng thành tích của đô Phạm Phúc Linh. Giải nhì đã được phá các bạn nha. Vâng, và xin mời đô Đỗ Xuân Lập và đô Nguyễn Tiến Dũng